chào các bạn. Hôm nay gia đình nhỏ Bích Ngọc đi chơi ở Kansas City. Trên đường đi thì mình quay thì cái cảnh ở bên đường cho các bạn xem nha. Các bạn cùng đi với mình nha. Bây giờ thì mình đang ở trên highway 229 nha các bạn. 29 sao. Các bạn nhìn thấy hai bên đường cối xanh, hồi nãy mình đó là chiếc mặt mình đấy các bạn thấy nó giống như là cái đồ núi lên trước vậy đó. Ở hai bên đường thì họ cũng trồng cây cối, trồng bắp, trồng đèn đậu này kia đấy các bạn. Đây là cái tuyến đường mà thấy rất nhiều các bạn cho mình biết
công ty là họ luôn cắm đi cái bảng để cho mình biết để phương hướng đường xá để mình đi. Chỗ nào có gác tế xanh, chỗ nào có thuốc thuốc, có nhà hàng. Yeah.